Welcome to Thầy Thân Rocket Program. Xin mời các bạn đến với một trong những chương trình của Thầy Thân tại Rocket. Chương trình này mang tên IELTS Special Strategies, những phương pháp độc chiêu để làm bài thi IELTS với mã hiệu ISS. Trong cái nội dung chương trình này chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ học hai kỹ năng chính của bài thi IELTS đó là listening và reading. Đến với thầy thân là các bạn đến với 25 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS với những phương pháp làm bài gọn gàng và hiệu quả nhất cùng với nhiều ngàn học viên đã lên máy bay và thành đạt. Nào, chúng ta hãy cùng nhau làm những thủ tục cần thiết để lấy visa và check-in. Chắc uh, rằng là nhiều bạn đã biết IELTS là từ viết tắt của International English Language Testing System. Uh, nó ra đời tại Anh uh, theo sự thiết kế của Hội đồng Anh phối hợp với trường học Cambridge và IDP của Úc. Và như vậy, chúng ta có thể thấy cái nội dung của bài thi này nó thuần túy là ngôn ngữ và văn hóa Anh và Úc, cũng như là nó đã được phổ cập ban đầu ở các cái, nơi, các cái nơi đào tạo, các cái trường đại học ở Anh và Úc. Nhưng hiện nay à, do cái nhiều lợi thế của nó mà nó đã phát triển mở rộng trên nhiều nơi trên thế giới và ngày càng được áp dụng tại Bắc Mỹ và Châu Âu cũng như Châu Á. À, vì thế chúng ta có thể khẳng định một điều, chúng ta luyện bài thi này là chúng ta đang luyện một bài thi phổ biến nhất, có thị phần lớn nhất trên thế giới, so với các dạng đề thi khác. Bài IELTS để làm gì? Tất nhiên là để cho các bạn du học hoặc là du học tại chỗ, uh, tức là Higher và Further Studies. Như vậy là nó có chung một mục đích với các bài thi khác như là TOEFL hay là GMAT. Và nó khác với các dạng bài thi kiểm tra năng lực tiếng Anh người đi làm như là TOEIC hay BULATS đơn giản, nó đánh giá xem các bạn có đủ năng lực học cùng với người bản xứ ngữ hay không. À, tôi xin mở ngoặc là học sinh ta rất cần nạp thêm kiến thức khoa học xã hội như là triết học, tôn giáo, phân tâm học nhé. Nếu không là sẽ biết thế nào là culture shock. Và với bài TILs bạn cần mức điểm 6.5 trở lên. À, trong đó writing tối thiểu là 6 để có thể được nhập học. Ngoài ra, rất nhiều cơ quan tổ chức dùng nó để đánh giá năng lực tiếng Anh của nhân viên ngoài bài academic test có cái mục tiêu như trên thì ielts còn có bài general training để phục vụ cho các đối tượng là những người học nghề và những người nhập cư tất nhiên là chủ yếu trên khu vực úc và new zealand bài ielts kiểm tra bốn kỹ năng ngôn ngữ cơ bản listening reading writing và speaking và trong chương trình ielts special strategies iss này Chúng ta cùng nhau rèn luyện các phương pháp chiến thuật xác đáng nhất để thi listening và reading. Chúng tôi sẽ phục vụ các bạn luyện thi writing và speaking trong chương trình tiếp theo mang tên IELTS Productive Strategies với mã hiệu là IPS. Các bạn ạ, à, lên được 2-3 điểm sau khóa học này không có gì là chuyện xa vời đâu.